quay video để làm việc về báo cáo lại. Thì bây giờ sao thì chị nói thì chị cũng không có sự nào cả. Thì bây giờ chúng tôi nhận cái lời báo của chị như vậy, là chị đã cho hai đồng chí đi và hiện tại trong nhà chị là chúng tôi kiểm tra không có hai đồng chí đó. Thì bây giờ thì chị ơi, sao sao em? Có mẹ ở nhà không em? Mẹ em đi làm ở đâu biết luôn rồi. Và đang ở đây về nhà tôi tiên. Mẹ em làm gì em? Em đi làm ruộng ở dưới ruộng đấy. Ruộng làm ruộng để làm ruộng. Vậy hôm nay em vô gặp mẹ có chút việc mà không có mẹ ở nhà. À em cũng không phải mẹ em đây, chứ không phải mẹ. Có. thì họ có hỏi gọi điện cho tôi để hỏi thăm về hai chú khỉ là Taka và Tiki. Thì tôi cũng rất là lo sợ. Taka với lại Tiki giống như lại là Kaka với lại Funky. Thì tôi có gọi điện về nhà là để chính quyền họ có gọi điện cho tôi bao nhiêu lần, và tôi có gửi hai bé khỉ đi sang bên nhà hàng xóm trước khi họ đi vào nhà tôi để xét xem là có hai đứa trẻ ở nhà không. Thì khi họ bắt tôi phải về nhà từ ở trang trại để về nhà để kiểm tra nhà, thì tôi cũng có về nhà, thì họ có gọi điện cho tôi là họ vào nhà để họ xét nhà của tôi. Thì trong khi đấy vào trong nhà thì họ đã không tìm thấy chú khỉ ở trong nhà, bởi vì là tôi gửi bên nhà hàng xóm đấy. Thì may mà hai chú khỉ của tôi vẫn là an toàn, là không bị họ đưa đi để đến một khu rừng. Rất chi là sợ là tội nghiệp ca ca. Hai đứa mình làm lần thương nhá, hai nhá, không để họ bắt đi nhá. Nga, sao mà nay mẹ gửi con về quê ở tí lại
về gì nhá, em gửi em về gì nhá. Chúng tôi bên khu bảo tồn bảo vệ sinh thái động vật môi trường á, thì mỗi nhà chỉ một lần với công ty ở nhà thì cũng có gọi điện, và nay chúng tôi xuống về vấn đề của bác sĩ của chị. Thì theo thông tin của bên phòng tôi nhận được là nhà tôi có khỉ đâu, cháu có con nào khỉ nhà để một chuyện này đó, bởi vì trên biên bản theo thông tin là tôi nhận được là chỉ có hiện tại chỉ có 2 con khỉ. Hai chị nhà tôi đến đây là theo lệnh của cấp trên là xuống để kiểm tra. Xuống kiểm tra để đưa những chú khỉ này về lại khu bảo tồn. Không, tôi không có khỉ đâu, căn nhà hết ạ. Thì bây giờ tôi xuống đây thì tôi cũng có biên bản và lệnh để kiểm tra. Không có ở trong nhà. Thì mong chị hợp tác, thì ví dụ như chúng tôi sẽ thì anh giờ lấy máy anh quay video để làm việc về báo cáo lại. Tôi chẳng có con chuyện nào trong nhà hết. Thì bây giờ sao thì chị nói thì chị không có chuyện nào cả. Thì bây giờ chúng tôi thì chị để cho chúng tôi theo lệnh, thì tôi sẽ đưa chị cái lệnh kiểm tra đây. Trong nhà tôi không có khỉ ở trong nhà. Thì bây giờ chị hợp tác với chúng tôi. Các anh có vô trong xét đi cũng không có khỉ ở trong nhà đâu. Thì vậy thì chị cứ cho chúng tôi kiểm tra và chúng tôi sẽ quay lại hết và làm biên bản xác thực này nọ. Thì các anh vào xem như thế nào thì cứ xem vào xem không có khỉ gì hết cho hết. Tôi thì nói không có khỉ, tôi đâu có khỉ, tôi đâu có khỉ. Thì giờ cứ để cho chúng tôi làm việc theo đúng lệnh đơn bản, thì cứ làm xong thì nếu mà không có khỉ thì mời chị ký cho tôi một cái biên bản là xác thực là ở những người chị nói là chị không có con khỉ nào là và sau này có vấn đề gì chị sẽ là người phải chịu mọi cái trách nhiệm của lời nói của mình. Và thì bây giờ chúng tôi xin được đi kiểm tra. Nói là không có trong đấy mà tôi vào. Phòng ngủ của tôi đấy. Rồi các anh cứ vào đi kiểm tra đi, tôi đã bảo là không có con khỉ nào ở trong này rồi mà. Nhưng mà giờ để cho chúng tôi làm việc theo đúng theo lệnh của cấp trên đưa xuống. Các anh cứ kiểm tra thoải mái. Nói bảo không có rồi mà. Ở trong phòng này kiểm tra. Đấy phòng đấy. Đồ đạc của tôi bỏ ở trong đấy. Thấy không? Đây là phòng nhà bếp của tôi. Ở dưới kia là nhà bếp. Làm gì khỉ bỏ trong đấy nhỉ? Tại vì theo nguồn tin thì họ em và chị có khỉ. Nên là giờ chúng tôi phải giờ theo lệnh thì chúng tôi phải làm cho đúng theo trách nhiệm thôi. Nên là chị mong chị hợp tác thôi. Ê, đấy là phòng dưới đấy.
Nói thật với các anh là trước đây tôi cũng có nuôi hai con khỉ thật, nhưng mà tôi đã cho rồi, bây giờ không có ở trong nhà này, cho nên là thôi các anh đi về đi. À, vậy thì nói chung là bây giờ theo lời của chị nói thì là hồi trước là chị đúng là chị có hai con khỉ, và bây giờ chị đã cho người khác thì chị không còn nuôi dưỡng nó. Thì đúng bây giờ theo thì đúng là theo biên bản họ đưa xuống cho tôi là theo thông tin là chị có hai con khỉ đó. Thì bây giờ chị xác thực giùm tôi là chị đã cho thì chị ký giùm tôi cái biên bản là ngày hôm nay tôi có kiểm tra và khỉ không có ở đây, và tôi đã xác thực là đã kiểm tra, đã quay video lại hết. Chị ký, nếu sau này có vấn đề gì xảy ra mà có xuất hiện hai anh chị ở lại nhà chị á, thì chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái lời nói của chị ngày hôm nay. Rồi, khỉ tôi đã nói tôi cho rồi, tôi cho người ta nuôi rồi, vì tôi không có nuôi nữa cho nên là không có đâu. Các anh có đến kiểm tra cũng không có đâu. Tôi không nuôi nữa. Tôi gửi cho hàng xóm họ nuôi rồi. Về gì chị? Về chị đây, tôi đi làm việc. Đây, nhà trên đây có bàn đây. Dì của tôi ở ngoài quê để nuôi, và tôi giữ lại cái khỉ nhỏ để tôi chăm sóc, bởi vì
bé thì nhỏ chưa ăn uống được, chưa đang còn nhỏ phải uống sữa nên là tôi cũng cứ sợ là bây giờ là họ sẽ đưa Kaka với Tiki để đi đến một cái nông trại ở trong thả về khu rừng, cho nên tôi sợ khi không thiếu mẹ để chăm sóc. Tất nhiên nó cao cao lắm. Cũng may là họ cũng không tìm kiếm được hai bé khỉu của tôi, và hai bé khỉu của tôi được an toàn. Nào Kaka và mẹ Trương, nhỏ Kaka ngồi đây thôi, Kaka ngồi nào. Tôi cũng có quay một đoạn ghi âm, đoạn video ở trong này là họ đến xét nhà, khám nhà tôi để tìm Kaka và Tiki ở trong một đoạn video như này, tôi sẽ gửi cho các bạn xem. Và cũng trong thời gian tôi đi làm nông trại, tôi có bị thương ở chỗ cái khu mắt này, tôi cũng nằm viện một thời gian. Và thêm nữa là bên kiểm lâm họ có vào gọi điện và tìm kiếm bên hàng xóm để hỏi thăm đến nhà của tôi để xem xét để tìm hai bé khỉ này. Tôi không quay video được. Hôm nay tôi quay video lại để thông báo cho mọi người biết là như vậy. Vì như vậy mà tôi không quay video được. Nào cả. Thương nhá. Thương nhá. Đáng mẹ Thương, mẹ Thương ca nhá. Cho vợ đừng có cắn nhá. Không cắn đứt cái áo luôn nhá. Ca lại đưa ca về quê nhá. Mẹ đưa ca về quê nhá, không thì thỉnh thoảng mẹ về mẹ thăm ca nhá.